Xin chào mọi người, lời đầu tiên mình muốn chúc các bạn, các khán giả của mình một năm mới bình an, nhiều hạnh phúc và thành công. Sau đây sẽ là nội dung tập tiếp theo Đấu La Đại Lục. Thiên Nhận Tuyết tiến vào bên trong cánh cổng, không gian xung quanh là một vùng tối đen, nàng ta vô cùng thắc mắc, nếu vậy thì nội dung bài khảo hạch thứ 9 là gì? Thiên Sứ Thần từng nói, trong lòng của nàng có ba chướng ngại khó mà vượt qua, rốt cuộc là nói tới điều gì? Vừa nghĩ tới đây thì ánh sáng lập tức xuất hiện, nhìn vào chiếc lồng vũ trên tay liền hiểu ra hàm ý. Nó ám chỉ thiên đạo lưu, trên lưng mang sự hy sinh của người thần nên làm sao để tiến lên. Chậm rãi bước lên phía trước, Thiên Nhận Tuyết vô cùng quyết tâm. Nếu đã bước vào cánh cửa truyền thừa thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Dù là vì nguyện vọng của Gia Gia hay là vì chặt đứt bóng ma trong lòng. Giọng nói của Thiên Sứ Thần vang lên khen ngợi nàng cứng cỏi hơn trong tưởng tượng. Thảo nào thiên đạo lưu lại yên tâm giao phó mọi thứ cho nàng. Thiên đạo lưu chính là đại cung phụng trung thành phụng dưỡng nhiều năm. Đây là chuyện mà Thiên Sứ Thần có thể làm cho ông ta. Tất cả những hồi ức của ông ta nhanh chóng hiện ra trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Trong đó có cả ký ức mấy chục năm trước. Năm đó ông ta và Đường Thần cùng nhau đi tới Hải Thần Đảo. Nữ tử xinh đẹp này không ai khác chính là Ba Tái Tây. Từ sau khi gặp nàng ta thì cả hai anh chàng đều động lòng. Có lẽ vì muốn tranh giành nữ nhân nên Đường Thần và Thiên Đạo Lưu muốn phân cao thấp. Trước đó cũng có đánh nhau vài lần. Vậy nhưng lần này thì khác, Đường Thần là đối thủ duy nhất mà ông ta công nhận trong đời. Trận chiến của hai người tại Hải Thần Đảo vô cùng quyết liệt, vậy nhưng cuối cùng vẫn chưa thể phân ra thắng thua. Ông ta nhất định sẽ đánh bại đối thủ. Cho dù sinh thời không làm gì được thì hậu nhân sẽ thay ông làm chuyện đó. Xem tới đây, Thiên Nhận Tuyết cũng đã rõ, thì ra Thiên Sứ Tộc và họ Thiên Tông sớm đã có chuyện cũ. Thiên Đạo Lưu từ khi đó đã biết được vận mệnh của mình. Bây giờ đến lượt của nàng và Đường Tam, thất bại và sỉ nhục mà nam chính từng mang tới, sẽ có ngày nàng bắt hắn trả lại, bất luận là vì Gia Gia hay vì chính bản thân. Về phần Đường Tam, muốn hoàn thành khảo nghiệm thứ 8 thì nhất định phải tu luyện song sinh vũ hồn đều tới 9 hồn hoàn và tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt. Bây giờ vũ hồn Hạo Thiên Truy đã có 3 chiếc, chuyến này chỉ cần tăng số hồn hoàn thành 8. Cái thứ 9 có thể đợi sau khi săn giết Thâm Hải Ma Kinh Vương rồi thu hoạch sau. Hồn hoàn và hồn cốt đẳng cấp gần 100 năm nhất định có thể giúp thực lực của hắn tăng mạnh. Từ đó chống lại vũ hồn đế quốc sẽ thêm phần nắm chắc. Việc quan trọng trước mắt là mau chóng bổ sung 5 chiếc hồn hoàn cho vũ hồn Hạo Thiên Trùy. To nhất là thu hoạch từ hồn thú thiên về sức mạnh. Như vậy đối với việc tu luyện đại tu di trùy sau đó sẽ có trợ lực không ít. Trên đường di chuyển, hắn bắt gặp một đàn hồn thú đang hoảng sợ bỏ chạy. Điều này chứng tỏ phía trước đang có gì đó nguy hiểm. Chậm rãi tiến lại quan sát, Đường Tam liền ngạc nhiên. Khí tức xung quanh có lực ăn mòn vô cùng kinh khủng. Hồn thú chạm trán với khí tức đó liền bị phân hủy. Đường Tam lập tức phóng xuất tinh thần lực ra ngoài dò xét. Kết quả phát hiện kẻ địch cũng có lĩnh vực, hơn nữa lại là thuộc tính hắc ám. Bình thường trong thế giới hồn thú trừ phi là hồn thú đỉnh cấp. Nếu không, chỉ khi tu luyện tới 10 vạn năm mới có thể tiến hóa ra lĩnh vực của bản thân. Mà tu vi của con hồn thú này rõ ràng chỉ khoảng hơn 6 vạn 5.000 năm. May mà khí tức thần thánh của hai thần tam so kích có tác dụng khắc chế cực mạnh với lĩnh vực hắc ám. Xem bộ dạng thì thực lực của con hồn thú đó cũng không thua kém Thái Thản Cự Viên và Thiên Thành Ngưu Mãng. Nó nhanh chóng lộ mặt, bộ dạng là một con hổ, gọi là Ám Ma Tà Thần Hổ. Nó gào lên một tiếng rồi chuẩn bị tấn công Đường Tam. Quay trở lại với hồi ức của Thiên Đạo Lưu, sau khi Ba Tay Tây thổ lộ tình cảm thì Đường Thần lại rời đi, quyết tu luyện thành thần. Thiên Đạo Lưu cũng biết thừa lời từ chối của nàng ta đối với mình và cho rằng Đường Thần đúng thật là ngốc, chẳng cấp thành thần chỉ là cái cớ Ba Tái Tây dùng để cự tuyệt ông mà thôi. Bọn họ là đại cung phụng của thần, nhất định gánh vác số mệnh, làm sao có thể đột phá được nữa. Những hồi ức đó khiến Thiên Nhận Tuyết càng thêm đau lòng và căm phẫn. Nàng quyết tâm sẽ trở thành người mạnh nhất thế gian, đánh bại Đường Thần. Nếu ông ta đã chết thì hậu nhân của ông sẽ thua dưới lưỡi kiếm của Thiên Sứ Thần. Tới đây thì nội dung phim đã hết rồi, các bạn hãy đón xem tập sau nhé. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui.